Xin chào các bạn đã quay trở lại với Hacom và một video nữa về cái bộ máy theo Steam. Nhưng mà mình nhận ra một điều như này, đó chính là trải qua hai cái video mình làm bộ máy của Steam ý, thì chúng ta đều gặp một vấn đề, đó chính là làm theo cái cấu hình đấy thì nó lại nhiều lúc nó lại hơi bất hợp lý, đặc biệt là cái bộ máy mà Tết mình build ý. Và bây giờ cấu hình Steam phổ biến nhất của cái tháng 4 vừa rồi nó cũng của tháng 5 vừa rồi nó cũng vẫn chỉ là cấu hình y như Tết của mình thử nghiệm, đó chính là một con cảm 1650 và một con CPU 6 nhân của Intel. Và làm như vậy thì các bạn đã biết rồi, sức mạnh gaming mình của nó cực kỳ kém, khi mà chiếc card 1650 là một trong những chiếc card gọi là cực kỳ không đáng mua, tại vì nó vừa yếu lại vừa đắt. Nên là hôm nay thay vì mình lựa chọn cái cấu hình phổ biến nhất theo Steam thì mình sẽ sửa lại cái cấu hình đấy. Mình sẽ không phải thay hoàn toàn mà mình sẽ tìm những cái linh kiện khác có thể coi là bằng tiền và anh cho anh em những cái trải nghiệm mới, và ngoài ra gaming có thể nó có thể tốt hơn chẳng hạn. Và điểm đầu tiên mình trong video này mình sửa đó chính là phần CPU. Thì các video cũ mình dùng những con như là 12.400, 13.400 chẳng hạn, đó là 6 nhân CPU và giá nó khoảng tầm là hơn 5 triệu đồng cho một con CPU. Thì ở video này mình điều chỉnh lại một chút. Điểm đầu tiên mình muốn sửa lại ở trong cấu hình như này mà giá nó vẫn gần như tương đương, đó chính là mình muốn sửa lại CPU. Tại sao? Tại vì ở cấu hình trước chúng ta có một con CPU yêu cầu là 6 nhân và đến từ phía Intel, chúng ta chỉ có những chiếc đó chính là Core i5 mà thôi. Và Core i5 anh em có thể biết đấy, là cái mức giá nó khá là cao và nó khoảng tầm hơn 5 triệu đồng cho một con Core i5. Nên là hôm nay với điều kiện đó chính là vẫn giữ nguyên cái mức 6 nhân của CPU, nhưng mà rẻ hơn thì mình đã lựa chọn đó chính là một cái đội đến từ đội đỏ ấy. Chúng ta không chơi đội xanh nữa, chúng ta có con CPU Ryzen 5, đây là con 5600 và đây là một con CPU Ryzen 5, tức là nó sẽ dùng socket cũ ARM4 mà thôi, nhưng mà dùng thì vẫn được và nó có 6 nhân, có 12 luồng và cái mức giá nó thì rẻ hơn khá là nhiều so với cả bên đối thủ từ Intel, mặc dù chắc là hiệu năng gaming nó sẽ kém một chút nhưng mà dù sao đổi gió đi. Và đây là một con CPU 6 nhân, nó có 6 nhân 12 luồng và dùng socket để các bạn thấy socket rất nhiều chân ARM4 cũ. Và để hôm nay kẹp với cả con CPU có giá khoảng tầm 3,6 triệu như con này thì mình lựa chọn một cái mainboard. Trên lý thuyết ấy thì các bạn hoàn toàn có thể lựa chọn được những cái mainboard dòng A, nhưng mà trong tất cả những cái video mà chúng mình đã từng lên video thì chúng mình khuyên các bạn đó chính là các bạn đừng dùng cái gì chữ A hoặc chữ H đi với những con CPU chữ 5 đằng sau như là chiếc Ryzen 5 này. Thì cái dòng main B thì đây chúng ta có một con là con TUF B550M Plus. Thì con mainboard này nó là dòng B, và dòng B có cái gì? Em có nhiều thứ ăn chơi hơn và ít là nhìn nó cũng đỡ nghèo nàn như là con main dòng A hay là H, và sẽ có những cổng ăn chơi, có những cái tính năng anh em dùng trải nghiệm sử dụng nó sẽ tốt hơn rất nhiều so với H. Và đối với mình thì những con dòng H ấy nó sẽ tốt nhất cho những con CPU thấp thôi, hoặc là cho quán net, tại vì quán net thì họ sẽ không cần những cái trải nghiệm mà nó quá là hoa mỹ xa hoa, những cái để các bạn mày mò. Còn trong khi đó anh em mua về nhà thì anh em cần một con máy ít nhất nó là full size MATX như này, thì anh em sẽ có 4 khe RAM thay vì 2 khe như những con main A giá rẻ. Anh em có một cái tản nhiệt rất là hợp hồ cho TUF gaming ở đây. Và TUF thì đây là cái phiên bản nó sẽ không phải là mới nhất, nên là ASUS điểm cộng đó chính là họ bớt vẽ bậy hơn. Chúng ta sẽ có chỉ có xám và đen thôi, một khe PCIe X16 và chúng ta có hai khe NVMe ở đây, đủ các bạn gắn tất cả những cái SSD mà các bạn muốn. Và chúng ta có một cục tản nhiệt, mặc dù nhìn bên ngoài thì nhìn nó khá là hầm hố nhưng mà bên trong thì nó rỗng. Và trong con CPU này khá mát, chúng ta cũng không cần quan tâm đến cái đấy làm gì. Ở đằng sau thì một điểm cộng cộng bên này đó chính là mức giá nó khá là rẻ nhưng mà nó có đến tận 8 cổng USB, đó chính là 4 cổng 3.0 và 1 cổng 3.2, 5 cổng và tổng các bạn chúng ta có là 8 cổng USB. So với phía Intel bên đội nhà xanh, khi mà chúng ta cần 8 cổng USB chúng ta phải bỏ ra khoảng tầm gần 4 triệu đồng cơ, có thể các bạn bỏ ra chỉ khoảng tầm 2/3 thôi là các bạn đã có một con mainboard nó có đến 8 cổng USB rồi. Thì đây là con CPU nó không phải mới cho lắm nên là chúng ta vẫn dùng cái socket cũ, và anh em dùng thì nó sẽ bị chặn được một điểm, đó chính là anh em sẽ không nâng cấp được về sau nếu mà muốn lên những con CPU như là những con đầu 7000 chẳng hạn, thì anh em sẽ buộc phải giữ chân ở cái dòng này mà thôi. Nhưng mà dù sao thì nâng cấp vẫn là một câu chuyện xa vời mà, nên là chúng ta cứ với mức giá nó rẻ như này ấy, thì anh em có thể là muốn gọi là mượn cái gì tối ưu hóa với tầm tiền một chút, thay vì mua những cái đắt tiền để gọi là đến tương lai chẳng hạn. Và một điểm nữa đó chính là con CPU này để tối ưu hóa giá tiền của bộ máy nó chỉ có khoảng tầm 14 triệu thôi, thực chưa đến 15 triệu đâu, thì mình sẽ dùng đó chính là cái tản nhiệt tốc. Còn anh em nếu mà thích nhu cầu mua cho nó mát mẻ hơn và đẹp đẽ hơn thì có thể những con tản tầm 500.000 như là con Deepcool AK520 chẳng hạn, anh em có thể mua về dùng cũng được, nhưng mà đây thì mình gọi là tối ưu hóa chi phí nên là mình cũng có tản stock.
tần số của AMD thì nhìn ít nhất là về mặt cảm quan ấy, thì nó sẽ đẹp hơn bên Intel tí. Thì quạt thì nó to tổ tràng hơn, nhưng mà bù lại chúng ta vẫn là lớp nhôm đấy, không được sơn đen. Và giờ mình sẽ cắm cái đây quạt CPU vào đây. Rồi. Và về RAM thì cái như này, đó chính là ở cái video trước ấy chúng ta sẽ biết là cái lượng lớn người trên Steam vẫn đang dùng đó chính là 8GB RAM. Nhưng mà 8GB RAM lại không phải là cái mức mà mình muốn cho các bạn dùng. Tại vì ở năm 2023 này thì các bạn dùng 8GB RAM, các bạn chơi FIFA online nó còn giật cơ. Tại vì các bạn chỉ bật đúng FIFA online thôi, các bạn chả bật được cái gì khác cả. Nó tiêu tốn các bạn gọi là mấy GB về mấy GB RAM rồi. Nên là ở năm 2023 này mình nghĩ là đối với những bộ máy gaming, chúng ta sẽ chuyển qua một cái mức tối thiểu, đó chính là 16GB RAM. Và hiện tại giá RAM rất là rẻ. Ở đây mình có chiếc, đó chính là chiếc Kingston Fury. Và chiếc này có dung lượng là 16GB và 16GB và bớt là 3200 ở hai thanh. Và RAM này giá nó chỉ chênh bạn bình thường chỉ tầm 500.000 thôi, và anh em có tầm đèn LED đẹp đẽ ở đây. Và đèn LED có lẽ bây giờ là mặc định giữa các RAM là anh em phải có đèn LED rồi, anh em không thể nào mà không dùng đèn LED nữa. Cần như các RAM bây giờ là RAM nào cũng có hết rồi, mới lo. Đây là có chiếc Fury ở bên trên. Đấy, rồi, và bây giờ chỉ phần cơ bản, chúng ta chưa xong. Chúng ta còn thiếu SSD. Thì ở trên cái dung lượng ở trên Steam nó khoảng tầm là 1TB. Nhưng mà 1TB thì mình nghĩ đấy là dung lượng của những cái bộ máy dùng ổ cứng bình thường, chứ không phải là những cái SSD NVMe như này. Tại vì hiện tại những cái SSD NVMe thì cái dung lượng SSD 500GB có lẽ là một cái mức giá gọi là dễ tiếp cận hơn rất nhiều so với việc 1T. 1T bây giờ mình thấy vẫn còn khá là đắt, và 500GB tiết kiệm hơn khá khá. Và 500GB này đủ cho anh em cái gì? Thì về cấu hình này, 500GB sẽ đủ cho anh em cài khoảng tầm 2 tựa game AAA đến 3 tựa game AAA, và số còn lại em để Windows. Và anh em sẽ gọi là để Windows này và để những cái tựa game online em hay chơi. Và game AAA mình nghĩ là cùng lúc trong máy các bạn chỉ cần có khoảng tầm 1-2 tựa game thôi, các bạn chơi xong các bạn xóa các bạn tải cái khác. Chứ bây giờ mà lưu nhiều game, nhiều lúc anh em chơi bị loạn đấy. Ví dụ như ngày trước mình chơi game, những cái game mình chơi một thời gian bỏ bẵng, mình quay lại, mình bật lại thôi, mình phải kiểu học lại từ đầu ấy. Lúc đấy chúng ta tải lại game được. Còn để tối ưu hóa về cái giá tiền bây giờ ấy, thì nghĩ là 500GB là một cái hợp lý. Thay vì cái việc chúng ta gọi là dùng những ổ lên đến khoảng tầm 1T, giá nó khá là cao, đặc biệt những bộ máy chỉ khoảng tầm dưới 15 triệu như cái bộ trong video này đây. Thì mình đang dùng đó chính là chiếc Kingston, cũng từ Kingston luôn, xong đôi với cả cái RAM luôn, NV2. Đây là ổ 4.0 và dung lượng 500GB, thì giá nó cũng khá là hợp lý. Và đây là một con mainboard ở thế hệ cũ của Asus, nó không phải mainboard thế hệ mới, nên là các bạn sẽ không có cái phần gắn SSD nhanh gọn ở trên này. Các bạn sẽ buộc phải gắn cái ốc vít vào đây. Bây giờ thì Asus với các hãng khác họ cũng thông minh rất là nhiều, khi mà SSD của những con mainboard tầm phổ thông thì họ cũng chỉ cần cho chúng ta đó chính là một cái dây cao su để ấn mà thôi, rút ra cũng dễ. Bây giờ chúng ta đã xong một cái khung sườn cơ bản. Và ở những cái video trước về Steam, các bạn thấy là khung sườn chúng ta sẽ bao gồm một con Core i5 và 8GB RAM, và chúng ta có một con SSD NVMe. Nhưng mà ở đây mình sửa lại một chút, mình giảm một chút tiền CPU. Chúng ta không dùng con Core i5 đắt đỏ nữa, chúng ta dùng một con CPU đó chính là Ryzen 5 5600, có mức giá rẻ hơn khá là nhiều và vẫn đảm bảo đó chính là 6 nhân và 12 luồng. Và thứ hai, đó chính là mình thay đổi từ 8GB RAM, là một cái mức RAM có thể nói là hơi vô dụng khi chơi game ở năm 2023 này, chuyển thành 16GB ở đây. Các bạn sẽ có sẵn 16GB, các bạn không phải nâng cấp gì cả, cắm vào là chơi thôi. Và đặc biệt mình sẽ thử nghiệm đó chính là với Diablo 4, khi mà mức RAM tối thiểu các bạn có hệ thống phải là 16GB, 8GB không chơi được. Và SSD vẫn đang giữ ở 500GB, và bộ đôi RAM SSD đến từ Kingston và CPU của AMD, và main này thì của Asus. Và các bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh theo các bạn thích hãng nào, các bạn thích mainboard kiểu gì, các bạn có thể điều chỉnh hoàn toàn được, và cái tùy thuộc các bạn thôi. Đây chỉ là một khung sườn mà mình đưa đến cho các bạn, để các bạn có thể gọi là dựa theo khung sườn đó và lựa chọn những cái gì nghĩ là phù hợp với các bạn. Rồi, về phần đấy đã xong. Và bây giờ đến cái phần vỏ cây. Thì vỏ cây thì mình cũng chả có cái gì bảo các bạn đâu. Cứ tầm này thì có lẽ chúng ta sẽ phải tập trung vào những thứ đó chính là CPU, là RAM, là cả màn hình, để chúng ta có một hiệu năng chơi game tốt, thay vì tập trung quá nhiều vào vỏ cây. Và với cái mức 15 triệu này thì mình lựa chọn một con vỏ nó chỉ có mấy trăm nghìn thôi, đó chính là chiếc Dark Flash A290 này, nó màu trắng để cho nó mới lạ tí, trước giờ mình đang dùng vỏ màu đen thôi. Thì đây là một con vỏ giá rẻ, nhưng chúng ta vẫn có kính, chúng ta vẫn có cái mặt thông thoáng ở phía trước, và
Mình thì mình sẽ ủng hộ cái việc mà các bạn dùng con vỏ cây mặt lưới thay vì mặt kính. Mặt kính thì nó rất là nóng, và mặt lưới thì chúng ta sẽ có thể sau này các bạn thích lắp quạt ấy, thì lắp vào nó cũng mát hơn khá là nhiều. Và mình sẽ tháo cả mặt sau luôn. Ồ, ốc cũng màu trắng luôn. Ốc mặt sau chúng ta cũng có toàn bộ ốc, họ trang bị là ốc màu trắng. Đấy, ốc màu trắng nhá, khá là hay, không phải ốc màu đen. Và con vỏ cây này chúng ta có một cái bộ khung sườn khá là nhẹ. Chúng ta sẽ có ở đằng trên, đó chính là một cổng USB 2.0, một cổng 3.0, cổng âm thanh, nút bật, nút reset và hai cái đèn cơ bản thôi, cũng không có gì gọi là quá đặc biệt cả. Và trước khi lắp mainboard vào, mình sẽ phải lắp nguồn. Tại vì cái nguồn, nếu mà anh lắp mainboard vào đây này thì cái nguồn chỗ này nó sẽ bị che đi, và cái lỗ cắt nguồn của con cây tác phát này khá là nhỏ, nên mình sẽ lắp nguồn trước. Và nguồn thì chúng ta lựa chọn theo cạc, thì con cạc tí nữa mình chọn nó sẽ tiêu tốn ít điện, nên là mình sẽ dùng một con nguồn của Antec, đó chính là con CSK450 cho nó cơ bản thôi. Con này mức giá nó cũng khá là tốt, và chúng ta vẫn được một cái, đó chính là chứng chỉ 80 plus bronze. Và nguồn 450W thì sẽ đủ cho anh em dùng ở mức cơ bản, và nâng cấp về sau thì mình nghĩ là nó sẽ không được nhiều. Tại 450W thì anh em sẽ đủ nâng cấp cho những thứ như là những con cạc, ví dụ đằng sau là 4050, hay là những chiếc cạc sau của AMD như là 7500 chẳng hạn. Còn muốn lên những chiếc như là 7600 hoặc là 4060T thì anh em nên sử dụng con nguồn tầm 550W đổ lên. Nhưng mà đấy thì giá nó lại cao hơn khá, nên là tùy dựa cho các bạn nhé. Các bạn sẽ dùng con nguồn như mình như này thì các bạn sẽ tiết kiệm được chi phí và vẫn chất lượng nó vẫn ổn, hoặc là các bạn có thể thêm một chút tiền để mua những con nguồn nó có cái công suất cao hơn để đề phòng về sau nâng cấp, thì tùy thuộc vào kinh phí các bạn thế nào thôi. Nhưng mà về cái mức giá để nó gọi là tốt nhất có thể thì chúng ta sẽ bắt buộc kiểu gì cũng thế cắt bớt một phần, cắt bớt một phần đi để chúng ta tối ưu được chi phí mà. Rồi bây giờ chúng ta sẽ luồn sẵn một cái dây, đó chính là dây CPU qua phần trên này, để tí nữa đỡ vướng. Thấy các bạn thấy không? Lưỡi bé như này mình luôn mệt. Đừng nói tí nữa lắp bên xong mà luôn thì thôi rồi luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ cho cái mainboard vào. Ở đây, mainboard chúng ta đây. Toàn bộ tông màu đen thì khá là ngầu, đen xì. Có mỗi led ở chỗ... Ui dồi. Mày quá. Mình sẽ không lắp chặn main đâu nhá. Mình sẽ nói luôn, đây là hàng mình lắp xong mình sẽ tháo. Còn nó là hàng sample, mình rất là lười với lắp chặn main. Đấy, sau thì các bạn có thể đừng comment trong video của chúng mình là lắp chặn main nữa, tại vì chúng mình sẽ không lắp đâu. Đây là hàng sample. Và lắp thì cũng mất công tháo ra, cũng chả đi làm gì, và nó cũng chả ảnh hưởng gì đến cái phần hiệu năng cả. Rồi, và nãy giờ sau nỗ lực đỡ con main lúc rơi thì mình bị chảy máu tay. Các bạn cực kỳ cẩn thận nhé, tại mình bị mấy cái chỗ phần hàn này nó cứa vào tay và khá là sâu. Và đấy là một bài học của mình để sau này cẩn thận hơn trong cái việc đỡ main. Rồi, thì cái phần vỏ máy này chúng ta sẽ cần khá là ít những cái dây khác nhau, tại vì thực sự ấy, toàn bộ mọi thứ nó gắn trên con main hết rồi. Chúng ta còn một cái, đó chính là theo Steam thì như cái video Tết ấy, chúng ta dùng con cả, đó chính là 1650 đây. Và cho đến hiện tại, đây vẫn là con cả phổ biến nhất của người dùng trên Steam, với khoảng tầm gần 6% người dùng. Tức là cứ có khoảng tầm là 19 người thì có... đúng không nhỉ? Khoảng tầm 19 người sẽ có một người dùng con cả này. Và đấy là một cả cực kỳ phổ biến. Nhưng mà đối với mình, đây là một cả cực kỳ thất bại của NVIDIA. Và với cái mức giá nó khoảng tầm gần 4 triệu đồng cho một con cả nó như thế này, thì mình nghĩ thực sự là mình đã chê trong cái video Tết của mình rồi. Đó chính là các bạn mua, các bạn hoàn toàn đừng nên mua con này. Tại vì sao? Tại vì nó là gần 4 triệu cơ, và hiệu năng rất là cùi, rất là tệ, rất là kém. Nên là với mức giá rẻ hơn một tí, và chúng ta không dùng nhà xanh nữa, tại vì con này cũng là GTX thôi, không có ray tracing. DLSS thì cũng gọi là không chấp nhận được. Nói chung con này chúng dùng, anh em nên dùng, đó chính là AMD. Đó chính là chiếc RX 6500 XT. Tại vì con cạc này nó có giá nó rẻ hơn một chút so với cả 1650, và hiệu năng của nó thì thực sự nó gấp gần 1,5 lần so với 1650, nên mình chẳng lý do gì mình dùng con cạc NVIDIA kia cả. Tại vì làm đấy thì tổ mình chê, và các bạn đã bảo mình là đi lùa gà. Không, các bạn đừng mua con đấy, build máy trong Steam thế là dở đấy. Chúng ta build máy điều chỉnh lại một chút cho nó hợp lý hơn. Thì con cạc này nó sẽ khá là nhỏ và gọn. Đây, nhỏ gọn chắc dưới 20 phân, anh em dùng ITX dùng con này được này. Chúng ta chỉ có một đầu nguồn 6 pin thôi, nên tối đa cạc chỉ ăn là 150W.
một cái bo mạch nó rất là nhỏ gọn. Chúng ta có một hai ống đồng, hai ống đồng ở bên trong, và tí nữa mình sẽ thử nghiệm xem là hiệu năng tản nhiệt của con cạc này thế nào, và cùng với tại stock của CPU AMD xem là các bạn sẽ có được cái hiệu năng làm mát nó ổn không khi mà chúng ta không bỏ thêm một tí tiền nào mua bất cứ một cái phụ kiện gì để làm mát. Phần con cạc rất là hay, mình để ý cái này giá rẻ nên là nó chỉ có đúng hai cổng kết nối, một cổng HDMI và một cổng DisplayPort, tức là các bạn sẽ không thể xuất được nhiều màn hình bằng con cạc này đâu. Nhưng mà mình nghĩ là với tầm giá này chúng ta dùng hai màn là nhiều lắm rồi, cũng chả ai dùng đến ba màn đâu. Rồi, và tổng kết lại với cái mức giá trước khi mình sẽ thử nghiệm game với con máy này, thì cái mức giá bộ máy này nó khoảng tầm là 14 triệu. Và 14 triệu các bạn sẽ tương đương với cái bộ máy phổ biến nhất Steam đầu năm vào năm 2022. Mình có một cái video ở đây này, thì các bạn thấy chúng ta chênh lệch đó chính là gì. Đầu tiên CPU vẫn là 6 nhân nhưng mà các bạn thay bằng đội xanh. Tí nữa là các bạn sang đội đỏ, một con CPU vẫn 6 nhân và nó sẽ tích, nó sẽ rẻ hơn một chút, và khi bạn chơi game nó ít đi một chút. Nhưng cái hiệu năng chơi game ít đi một chút đấy chúng ta sẽ bù vào, đó chính là bằng chiếc card Radeon RX 6005 ở đây. Và con 6005 này nó mạnh hơn con 1650 khá là nhiều, và từ đấy chúng ta bù đắp được hiệu năng từ CPU qua card, và hiệu năng chơi game nó khỏe hơn nhiều. Chứ game chúng ta cần card mà cần CPU mấy đâu. Và ngoài ra thì cái việc cắt giảm cái giá tiền thì chúng ta cũng được thêm một cái, đó chính là lên 16GB thay vì 8GB khá là tều của những cái gọi là bộ máy trước đây Steam hiện tại vẫn đang dùng, đó chính là 8GB rất là nhiều. Nhưng mà mình khuyên các bạn đừng mua 8GB trong năm 2023 này. Và tổng giá trị bộ máy này nó rơi khoảng tầm là 14 triệu đồng. Và nâng cấp thì các bạn có thể ví dụ thêm quân tản này, các bạn thêm ổ cứng SSD này, các bạn thêm quạt các thứ linh tinh. Và đi cùng bộ máy này đó chính là một cái màn hình. Khi mà cái hiện tại đó chính là mức độ phân giải phổ biến nhất trên Steam bây giờ, đó chính là Full HD. Thì mình nghĩ các bạn dùng một cái màn Full HD gaming như con Asus TUF này là ổn rồi. Tại vì sao? Tại vì chúng ta Full HD các bạn dùng 2K, các bạn dùng đến 27 inch ấy, thì nó sẽ khá là bị rỗ, đặc biệt các bạn nhìn khoảng cách gần. Nên là mình nghĩ là Full HD các bạn chỉ dừng ở 24 hoặc 25 thôi. Và đến 27 inch mà trở lên thì các bạn nên dùng đó chính là 2K, và 32 inch thì đặc biệt càng phải 2K nhá. Và bây giờ tổng bộ máy này khoảng tầm 17 triệu thì mình sẽ thử nghiệm nó với vài tựa game bây giờ. Và đặc biệt mình sẽ bỏ qua các tựa game eSports, tại vì game eSports thì quá nhẹ bộ máy này. Chúng ta sẽ thử nghiệm với những tựa game mới, game AAA, xem là bộ máy này với những hiệu chỉnh chúng ta có thể chơi được những tựa game như trên màn hình Full HD như thế nào. Rồi, bây giờ thì mình đã cắm toàn bộ con máy này vào cái màn hình mà mình vừa nói lúc nãy. Và chúng mình cũng đã bật toàn bộ là bật cái chức năng PBO lên để gọi là tinh chỉnh thêm một ít hiệu năng. Thì các bạn thấy là con máy này chúng ta nhìn nó khá là trống đơn giản, tại vì đồ linh kiện nó cũng khá là mức phổ thông thôi. Chúng ta có LED ở 2TB RAM là chính. Nhưng mà bây giờ chúng ta thử nghiệm khả năng chơi game bộ máy này xem là nó kiểu nó có mượt mà hay không, nó có đỡ hơn so với chiếc 1650 ở trước mình thử nó rất là tèo hay không. Thì bây giờ mình đầu tiên mình sẽ bật phần AMD lên, và chúng ta màn hình này chúng ta có chức năng đó chính là variable refresh rate, tức là active sync ấy. Màn hình này cũng có thì mình đã bật rồi, màn hình này là 100Hz. Và bây giờ mình sẽ thử một cái tựa game rất mới, và lần trước mình có một cái video PC 10 triệu chơi ấy, nhưng mà bị vấn đề sau khi phiên bản chính thức ra mắt thì nó bị thiếu RAM, nên là mình bây giờ mình đắp bộ máy này là 16GB rồi. Chúng ta cùng thử với cả Diablo 4 xem là cái mức 16GB tại sao mình lại nói là thiếu nhá. Và đầu tiên vào game các bạn có thể thấy là chúng ta chỉ ăn là có 7.86GB, tức gần hết 8GB nhá. Và các bạn thấy năng loát là 99%, 60 độ, và CPU là 65 độ, 22%, xung là 4.4GB. Và card chúng ta đây đang là khoảng 30fps, đây là menu thôi, chúng ta không tính. Rồi, điểm qua phần setting nhá. Thì mình sẽ để ở đây, đó chính là đề cạc của 6500XT. Chúng ta sẽ có cái mức setting mình đang để là Ultra toàn bộ, preset Ultra là bật mắc tất cả mọi thứ lên, không có cái gì tắt cả. Và mình để một cái, đó chính là chúng ta có là Fidelity FX của AMD. Chúng ta để là mức là Quality để gọi là tăng thêm một chút FPS. Và đây trong menu đang là 146 rồi, nhưng mà mình sẽ ra ngoài thử xem là như thế nào. Thì đây mình đang ở trong cái phần anh em chơi thì biết health time nó sẽ bị drop FPS khá là nặng. Thì mình sẽ vào đây xem nó. Rồi, hiện tại có thể bạn đang hơi bị lag một tí. Và các bạn có thể thấy là ngay khi mình vừa mới vào game, mặc dù ở menu là 8GB, nhưng mà sau khi vào game chúng ta đã ăn đến là 13.54GB. Nên là 8GB các bạn sẽ bị tình trạng gọi là loát map liên tục, và sẽ không thể có sự mượt mà khi mà các bạn chơi.
Và mức FPS chúng ta đang đạt là khoảng tầm gần 100 FPS nhưng đang không trong khung cảnh đánh nhau. Thì đây mình sẽ đi ra ngoài mình đấm nhau thì xem là mức FPS bao nhiêu. Nhưng mà đây với Ultra Setting Full HD, một con máy có hơn 14 triệu một tí, 14. Mà chúng ta được cái mức gọi là FPS là 78 đây 79 đánh nhau rồi. Không có vấn đề gì nhá. Rất là mượt mà. Đây các bạn thấy là chúng ta ăn bây giờ là 14,6 GB rồi gần 15 GB, tức là 16 GB các bạn vẫn chỉ còn dư khoảng tầm hơn 1 GB thôi. Và trong khi đó các phần mềm mình bật đang là không bật một cái gì phần mềm ngoài cả, không Chrome, không Discord, không YouTube, một cái gì. Mà ăn đến 15 GB rồi, chứng tỏ đây là một tựa game chúng ta ăn RAM rất là nhiều. Trong khi đó card đang load là 98% và nhiệt độ là 68 độ C. Thì nó là mức bình thường. CPU là 79 độ, lắp 31% thì mặc định một phần là do con tản nhiệt đi kèm nó khá là kém. Và các bạn có thể là mua những con tản nhiệt khác để cho nó gọi là nó mát mẻ hơn. Tại vì tản nhiệt stock bao giờ thế mà, nó rất là gọi là yếu. Và sau khi thử nghiệm Diablo 4 ở một cái môi trường Helltide, là một môi trường nó drop FPS khá là nhiều. Chúng ta có mức FPS nó vẫn loanh quanh khoảng tầm 80-90 ở mức Maxing. Bộ máy giá rẻ này thì thực sự nó rất là rẻ, nó rất là mượt mà. Và các bạn chơi, mình chơi đến giờ này, các bạn ý là không có một frame nào bị drop cả, trừ trường hợp mà lúc mới vào game nó phải load map một tí thôi. Nhưng bù lại thì RAM chúng ta bị ăn gần hết, ăn 15GB, bây giờ đang lên 15, ăn càng ngày càng nhiều RAM. Không biết tí nữa thì không biết lên bao nhiêu. Và sau khi thử nghiệm Diablo 4 thì mình sẽ thử nghiệm một vài cái tựa game khác mà các bạn có thể xem kết quả ở đây. Thì các bạn có thể thấy là toàn bộ những cái tựa game khác mình thử nghiệm ở cái mức setting là Full HD, chúng ta đều chơi được khá là mượt mà. Những cái tựa game offline ở độ phân giải Full HD và cái mức setting nó rơi khoảng tầm là medium đến 2, chứ không hoàn toàn đến trước 1650 là các bạn hoàn toàn gần như bị ngắc khi mà các bạn chơi các tựa game offline ấy. Thì đây, cái cấu hình phổ biến của Steam chúng ta sẽ có là một con CPU Core i và một con cảm 1650. Thì cái vấn đề đấy chúng ta xảy ra ở Tết năm nay, mình có làm một cái video trước ấy, thì đó chính là bị phần chơi game nó rất là tèo, rất là kém. Thì hôm nay mình đã sửa lại cấu hình này với một chiếc CPU AMD 5600X và một chiếc card 6500XT. Và mức hiện năng chơi game chúng ta đạt được là mức gọi là khá là đáng kể với hiện năng chơi game so với chiếc 1650, nó hơn khoảng tầm gấp rưỡi. Nên là với tổng trị giá bộ máy này nó rơi khoảng tầm 17 triệu cả màn hình, trừ màn hình đi nó khoảng tầm là 14 triệu. Thì mình nghĩ đây là một cấu hình anh em mà chán đổi xanh thì có thể đổi qua. Và đặc biệt em nào vẫn thích đổi xanh thì chỉ đứng với đổi xanh về mặt CPU thôi. Còn về cả màn hình ấy thì chiếc 6500XT này cực kỳ ngon so với chiếc 1650 anh em nhé. Thì đừng chọn 1650, hãy chọn 6500XT hàng không sẵn hàng đấy. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em các video tiếp theo.